Mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và Địch Nệ Nhật Ba tốt tới cỡ nào? Những hình ảnh dưới đây sẽ một phần nào đó chứng minh được mối quan hệ đồng nghiệp rất tốt giữa Địch Nệ Nhật Ba và Trương Nghệ Hưng. Các show truyền hình tổng nghệ liên tục được ra mắt khán giả từ truyền hình cho tới các trang mạng. Một trong những gương mặt xuất hiện liên tiếp trong các show nổi tiếng, thu hút nhiều fan nhất cho tới hiện nay chính là Địch Nệ Nhật Ba. Tham gia chương trình Keep Running, tên tuổi của gà cưng gia hành phát lên nhanh chóng và đem về vô số fan hâm mộ. Không chỉ tham gia Keep Running, Địch nghệ Nhật Ba còn tham gia cực hạn khiêu chiến đảm nhận vị trí thành viên cố định. Trong cực hạn khiêu chiến, ngoài Nhật Ba còn có hai thành viên sở hữu văn đông đảo là Trương Nghệ Hưng và La Chí Tường. Nam ca sĩ họ Trương từng rất nhiều lần tham gia những chương trình khác cùng hợp tác với Địch nghệ Nhật Ba. Với những hình ảnh dưới đây càng chứng minh được mối quan hệ đồng nghiệp giữa họ tốt như thế nào. Khi tham gia một trò chơi nhỏ đứng cùng các thành viên, Nhật Ba vô thức nghiêng người về phía Nghệ Hưng. Sau đó cô nàng còn tạo dáng bán manh, dễ thương đưa tay hình chữ V nhìn nam ca sĩ rồi mỉm cười. Nhiều fan hâm mộ khi nhìn thấy những hình ảnh này cũng dành nhiều lời khen về tình bạn giữa họ. Có người nhanh chóng xây thuyền chiến hạm Hưng Ba, mong rằng họ sẽ thành đôi ngoài đời thực. Trong những đoạn hậu trường video khác, Trương Nghệ Hưng cũng rất chiều cố quan tâm tới địch địa Nhật Ba. Cũng có dân mạng phát hiện ra những chi tiết đồ đôi của hai người trong sâu. Với một cảnh quay trong ngày, toàn bộ những thành viên khác đều mang giày trắng riêng chỉ có địch nghệ nhật ba và trương nghệ hưng lại mang giày đen và đứng cùng nhau chưa hết mái tóc của nhật ba so với nghệ hưng cũng khiến fan lầm tưởng đây là kiểu tóc đôi hàng loạt thình trước khi chương trình phát sóng kèm theo những video gán ghép giữa hai người vậy bạn có mong chờ màn hợp tác giữa địch nghệ nhật ba và trương nghệ hưng trong dự án phim truyện xét hòn sắp tới hay không hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại